Annotation được đưa vào sử dụng từ Java 5, đây là một bước đột phá lớn của Java. Nó là cách sử dụng các interface đặc biệt để chỉ dẫn cho trình biên dịch hoặc là quá trình chạy chương trình. Nó không có tác dụng gì đến business code của bạn cả. Nó chỉ dùng để làm các nhiệm vụ đặc biệt mang tính chỉ dẫn hướng dẫn mà thôi. Annotation được sử dụng với syntax là A cộng, tên của annotation và nó được đặt trước các phương thức global, variable hay là class. Annotation thường được sử dụng với 3 mục đích: chỉ dẫn cho trình biên dịch để phát hiện ra các lỗi lập trình hoặc là warning nếu cần, chỉ dẫn cho quá trình thực hiện biên dịch để có thể generate ra sụt code hoặc là các model class hoặc là generate các cấu trúc XML hay là JSON chẳng hạn, chỉ dẫn cho quá trình runtime, ví dụ như là trong quá trình mapping cơ sở dữ liệu hoặc là thực hiện các việc test phần mềm. Các bạn có thể tự tạo ra những annotation cho riêng mình, nhưng việc hướng dẫn tạo ra các annotation không nằm trong scope của loạt bài hướng dẫn này. Chúng ta chỉ tìm hiểu về các annotation có sẵn trong Java và được sử dụng phổ biến. Sau này khi các bạn học về các framework như Spring hay Hibernate, các bạn sẽ thấy annotation rất phổ biến vì sự tiện ích của nó.